Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ cập nhật giá xe ở đầu tháng 5. Một số dòng ví dụ như là Sonic này, Saichia này, Vao này, Ed này, rồi Winner. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Thư sẽ hỗ trợ giới thiệu của mọi Thư ạ. Hello cả nhà yêu ha. Chúc cả nhà yêu tràn ngập năng lượng chào đón một cái tháng mới nha cả nhà. Thì hiện tại tại cửa hàng của em Thư đang có rất là nhiều dòng giảm giá luôn. Ví dụ như mình đang thích Vario nè, giá siêu sale nè. Mình đang thích Saichia, Sonic nè, giá trong tuần lễ này siêu hời, nhanh tay đặt lịch hẹn với em trước. Khi ghé cửa hàng mình sẽ được hỗ trợ chi phí xăng xe 1 triệu kèm với đó là những cái bộ quà tặng trị giá 2 triệu đồng luôn nha. Và những cái voucher này sẽ dành riêng cho những khách hàng có đặt lịch hẹn riêng với em Thư thôi nha. Rồi, giới thiệu với cả nhà yêu mình là Vario hiện tại bên em lên full màu cho cả nhà mình luôn. Về xe thì mọi người khỏi phải lăn tăn, khi ghé cửa hàng mọi người thích màu nào chốt ngay màu đó. Em xe cho cả nhà mình là khóa thường sẽ là 36 triệu bao VAT, khóa thông minh sẽ là 39 triệu nha. Còn về chi phí màu sắc sơn á, đồng giá tất cả các màu sơn 1 triệu đồng bảo hành cho cả nhà mình luôn. Hoặc là mình có thể lên đèn Audi nha. Bên em đang có chương trình giảm giá 30% phụ kiện cho cả nhà yêu mình nha. Và đủ 18 tuổi là mình đã có thể sở hữu xe, một căn cước công dân nha cả nhà. Và ưu tiên cho những khách hàng có nhiều giấy tờ như là bằng lái xe nè, bảo hiểm y tế được hoàn lãi suất 300 ngàn một tháng nữa nha. Nên muốn biết thêm thông tin chi tiết cứ liên hệ qua em sẽ tư vấn thêm cho cả nhà mình. Rồi còn riêng về Saichia trong tuần lễ này bên em siêu sale cho cả nhà mình là 40 triệu nha, bao VAT. Đây là con xanh ngọc bên em đã up lên 3D và đặc biệt hơn là mẫu 2024 là bánh mâm của nó sẽ là bánh mâm màu xanh nha cả nhà. Rồi mua góp cũng vậy ha, trả trước tầm 3-4 triệu là mình sở hữu xe. Còn riêng về Sonic nè, Sonic sẽ là 48 triệu là phiên bản màu gốc nha cả nhà. Còn ví dụ như lên phiên bản ráp sơn như thế này cộng thêm chi phí sơn với em 1 triệu nữa là được. Ưu tiên cho những khách hàng nào có đặt lịch hẹn trước sẽ được giảm thêm giá xe nha cả nhà. Rồi đây là Exciter 155 với phiên bản là xanh GB của 23. Không hiểu sao đợt này nó hot cực kỳ luôn. Trong tuần vừa rồi mà có 3 xe khách ở xa ghé mua đúng một cái màu này. Tư vấn màu khác cũng không chịu nha cả nhà. Kiếm mỗi màu này để mua thôi nha. Y như là một cái làn sóng á mọi người. Đang chuộng dòng nào là khách sẽ kiếm cái màu đó rất là nhiều. Rồi tiếp đó là Exciter 150. Để đem xe cho cả nhà mình là 41 triệu. Trong tuần lễ này so với tuần trước thì nên hình như nó giảm được 1 triệu rưỡi rồi đó cả nhà. Còn về mới kênh sẽ là 42 triệu nha. Mới kênh bên em có full màu luôn, là bản nhập khẩu nha cả nhà, mẫu là mẫu 24 nha. Tiếp đó là siêu xe trong tuần lễ này thì bên em sẽ có cái dòng là Exciter 155 với phiên bản mẫu 2023, khóa thông minh là bên em đang để đồng giá cho cả nhà mình là sẽ là 44 triệu đồng nha. Màu nào cũng là 44 hết. Thích màu này 44, thích màu này 44 ha. Mua góp trả trước cho em 4-5 triệu. Còn nếu như mà mình thích rẻ hơn một xíu mà bên em có phiên bản khóa thường nha, chỉ có 41 triệu thôi nha cả nhà. Rồi thì mọi người cũng đã biết á, thì trong 2024 thì nó đã ra siêu phẩm mới Exciter, vừa có phiên bản C và phiên bản ABS luôn. Thì em sẽ quay cho cả nhà mình ha. Về ABS á, sẽ là 51 triệu bao VAT. Bên em sẽ có màu đen bóng nè, mâm đồng nè ha, mặt nạ viền và phanh ABS nha cả nhà. Rồi màu xanh. Còn RC như thế này phiên bản khóa thường thì chỉ có 41 triệu thôi ha. Khách có hỏi là phiên bản CBS đây giống như là con này nè, CBS nè, xe cho cả nhà mình là 47 triệu, mẫu là mẫu 2024 nha. Dạ rồi, trong tuần lễ này khách hàng nào mà bỏ lỡ Winner là một sự thiếu sót trầm trọng luôn cả nhà ơi. Tại vì sao? V4 nó đang là 50 mấy cũ luôn, 50 mấy triệu luôn, thì hiện tại sự lựa chọn hợp lý hiện ở thời điểm này thì chỉ có V3 thôi cả nhà. Xe cho cả nhà mình là CBS nè, 33 triệu bao VAT. Còn ABS sẽ là 36 triệu và đặc biệt hơn là đồng giá. Ví dụ như thể thao thường thì trên hệ thống thì những cái bạn thể thao sẽ mắc hơn, nhưng mà riêng tại cửa hàng em thì em sale đồng giá luôn nha. Đây là R15, xe 55 cũ, giá gốc sẽ là 65 cũ nha, xe còn 55 cũ thôi. Dạ, SH thì em sẽ báo sơ cho cả nhà mình nắm giá trong tháng mới nha. 125 sẽ là 74 triệu, 150 ở bên em còn đúng 1-2 con thôi. Thì hiện tại thôi thì báo giá 160 cho mọi người biết đi ha. 160 sẽ là 93 triệu. Và ABS sẽ là 102 triệu có full màu cho cả nhà mình nha. Bên dưới này bên em sẽ có sơ một vài Vario 125, vừa mẫu 23 vừa mẫu 24 luôn. Mẫu 24 thì nó chỉ trên nhau 500 ngàn thôi nha cả nhà. Khóa thường của mẫu 23 sẽ là 36 triệu và khóa thông minh sẽ là 39 triệu. Mẫu 24 sẽ mắc hơn 500 thôi. Rồi. Vision thì báo nhanh cho cả nhà mình luôn ha. 30 triệu là phiên bản khóa thường. Còn nếu như thích lên 3D thì cộng thêm 1 triệu giúp em được nha cả nhà. Khóa thông minh sẽ là 32 triệu 500. Có thể thao luôn, thể thao sẽ tầm 35-36 triệu nha cả nhà. Mua góp trả trước cho em 2-3 triệu là mình sở hữu ha. AB AB 125 sẽ là 39 củ khoai,
và 150 và 160 xe cả nhà mình là 53 củ luôn, 53 triệu nha. Mua gấp trả trước giúp em từ 5 triệu là mình đã sở hữu xe nha. Rồi ok, thì đó là giá xe á. Anh chị bạn muốn chi tiết hơn nhắn tin qua Zalo á, mua xe thì liên hệ em Thư á. Cảm ơn chị bạn đã xem clip á. Xin chào. Cảm ơn mọi người đã xem video clip của em Thư. Nhớ đặt lịch hẹn trước để em tặng những phần quà ưu đãi nhất nha.